chưa bao giờ thấy cái cảnh mà triều cường ngập mà kinh khủng như vậy luôn quý vị các bạn. Rồi đi lễ. Bên kia người ta chỉ đường rẽ hướng khác rồi luôn rồi kìa. Tắt máy quá trời luôn, trời ơi, nước ngập hơn nửa bánh xe luôn. Trời ơi. Rồi, cái cảnh tượng như vậy. Đây là mặt đường với mặt lộ, không thể phân biệt được mặt đường hay mặt lộ nữa. Ở đâu? Bị rẽ ra chỗ ba đi muốn đi nhà thờ nữa sẽ ngập nữa đó. Thôi. Có đi không? Là lát ba phải lội á. Tại vì nó ngập nguyên một cái con đường Trường Xuân Phạm đó. Trời ơi, chưa bao giờ mà thấy nguồn bẫy như này luôn á. Nãy mình đi ra khỏi nhà mình thấy là thôi rẽ ra. Rồi rẽ ra đi. Trời ơi, tắt máy tè le thú lụa hết. Nãy đi qua cái khu vực đó là đường Trần Xuân Soạn. Ồ, hôm nay chưa bao giờ năm nào thấy mà triều cường cao như thế này luôn. Cái đường sông á, sông Kim Thuận. Ở đây bị ảnh hưởng một chút. Ôi ơi, đây. Mênh mông là nước. Rồi bây giờ mình đã đi ra sang đường Nguyễn Văn Linh. Rồi. Thôi nên bây giờ hai vợ chồng quyết định đi Crescent Mall. Bên nước cũng xâm xấp. Rồi. Rửa xe, rửa xe. Trời ơi. Kiểu này chắc là thôi, chắc là lên núi ở luôn đi cho nó khỏe. Lên lai láng đó, nước bên kia bắt đầu ngập lên nữa. Bên kia ngập rác quá trời luôn rồi bạn này. Đâu? Bên đây nè, nó ngập, nó cũng làm cái gì xong á. Vậy hả? Rác bắt đầu nó trôi vô quá trời. Dạ. Nó dán chịu không nổi luôn, phải leo lên trên. Mình thấy thấy mà này, mẹ mình nổi với gà lắm. Đi ra khỏi khu vực ở nhà mình nhìn thấy nước nó ngập coi như là đây cũng đường Nguyễn Văn Linh tiến về khu Crescent Mall. Bây giờ là 5 giờ chiều. Chắc hết rồi.
trên kia có một đoạn chút xíu kìa. Đâu? Không. Có chút. Sài Gòn. Khu vực bên trong kìa mới ghê kìa. Trong nó thấp hơn bên ngoài. Bên trong nó thấp hơn bên ngoài và nước coi như. Trời ơi. Rồi, Phú Mỹ Hưng cũng ngập luôn.